có một câu nói như này: hãy thứ lỗi vì đôi khi tôi quá kiệm lời. Tâm trí tôi đã quá đủ ồn ào rồi. Tôi ghét những cuộc nói chuyện bâng quơ. Tôi muốn nói về các nguyên tử, người ngoài hành tinh, phép màu, trí tuệ, ý nghĩa cuộc sống, vũ trụ xa xôi, hoặc về những lần bạn nói dối, mùi hương bạn yêu, tuổi thơ của bạn, đều làm bạn trằn trọc mỗi đêm, sự bất an và nỗi sợ hãi trong lòng bạn. Tôi thích những người có chiều sâu, lời nói của họ mang theo cảm xúc và trí óc khác thường. Bạn có hiểu tâm trạng này của người hướng nội không? Một khi đối phương tốt với mình một chút, bạn liền động tâm. Vốn thế giới của bạn rất nhỏ, các mối quan hệ cũng hạn chế, cho nên bạn càng cảm thấy trân trọng hơn, giống như một cái cây đang gặp hạn nhưng được tưới một gáo nước vậy. Bạn thường ở trong trạng thái mông lung và rất dễ bị ảnh hưởng, làm phiền bởi những thứ bên ngoài. Mọi thứ dễ dàng tác động đến cảm xúc của bạn. Bạn dành nhiều thời gian để nhìn ngắm khoảng không, nhưng tuyệt nhiên chẳng suy nghĩ về bất cứ điều gì. Mục đích, điều kiện kết bạn rất đơn giản. Bạn không hề nhìn vào người đối diện có cùng sở thích hay không. Miễn đối phương đối xử tốt với bạn, bạn sẽ đơn giản coi đấy là người tốt và chấp nhận làm bạn. Bên ngoài lạnh, bên trong nóng. Sự lạnh lùng bề ngoài thực chất chỉ là sự ngụy trang cho những suy nghĩ rối ren bên trong. Vì bạn sợ bị người khác nhìn thấu con người. Bạn sợ hãi làm người khác mất lòng. Bạn luôn ăn nói rất thận trọng vì sợ làm mất lòng người khác. Trái tim suy nghĩ nhạy cảm hơn và luôn muốn đoán đối phương đang nghĩ gì về mình. Joe Guo, một tác giả dịch giả người Trung Quốc nói: người hướng ngoại dễ có nhiều bạn bè, nhưng bạn bè thực sự lại rất ít. Người hướng nội thường thích một mình, có ít bạn bè, nhưng tất cả đều chất lượng. Người hướng nội có thể không giỏi giao tiếp, không dễ kết thân, nhưng ở họ có một sự chân thành vô cùng đơn thuần. Họ sẽ đồng hành với những người họ xem là quan trọng suốt 4 mùa xuân hạ thu đông. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là những người không mấy hòa đồng, nhưng họ lại biết cách làm việc với những cảm xúc bên trong mình, dùng phương thức tĩnh lặng của mình để tìm ra những niềm vui và những điều quý giá trong cuộc sống. Họ ôm lấy tính cách của mình, rồi sau đó hấp thụ sức mạnh từ bên trong ấy để tỏa sáng thành ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm. Mong rằng bạn, một người hướng nội, có thể giống như chiếc dây chun có độ đàn hồi. Tuy rằng ranh giới là có hạn, nhưng lại có thể co giãn mọi lúc mọi nơi, không ép mình phải thay đổi, là chính mình, hòa giải với thế giới. Đôi khi là người hướng nội, tựa như một miếng bọt biển hút lấy cảm xúc của những người xung quanh và ôm ấp lấy tất cả buồn phiền bên trong họ. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, dù trái tim bạn có nhạy cảm và khiến bạn không mạnh mẽ, nhưng bạn vẫn là một con người tuyệt đẹp, độc nhất trên đời. Bạn dành thời gian để ôm lấy nỗi đau và khóc một mình, bởi vì bạn không thể trốn chạy khỏi chúng, ngay cả khi bạn đã cố gắng hết sức. Bạn trân trọng cảm xúc của mình tựa như một kho báu bí mật. Bất kể là tốt hay xấu, vui hay buồn, đớn đau hay thỏa mãn, rồi bạn sẽ ổn thôi. Dù vài thời điểm trong đời bạn cảm thấy không thể bộc lộ cảm xúc của mình với mọi người xung quanh, bạn tự trách bản thân là gánh nặng, nhưng đừng để ý những lời gièm pha ở ngoài kia, vì khi đó người ta chẳng hiểu rõ về bạn đâu. Chớ dành quá nhiều thời gian để nghi ngờ tâm hồn của mình. Đó chính là siêu năng lực của riêng bạn. Có thể một ngày nào đó, tâm hồn của bạn có thể thay đổi cả thế giới đấy. Vì thế, cô gái bé nhỏ à, hãy yêu thương tâm hồn của chính mình nhé. Hướng nội cũng là món quà mà Thượng Đế dành cho em mà. những người hướng nội không phải chỉ hay buồn vu vơ mà tâm hồn họ rất nhạy cảm và thấu hiểu người xung quanh. Một người hướng nội không những phủ đầy cuộc sống bằng những câu chuyện mộng mơ, đầy thơ như tiểu thuyết, mà còn có thể nắm tay bạn, đưa bạn ra khỏi góc tối của riêng mình. Để rồi những chuyện buồn cứ thế mà vơi dần theo thời gian. Khi là người hướng nội, bạn cũng thôi tổn thương một ai đó bằng những ngôn từ sắc lạnh. Một ngày, bạn chợt nhận ra những người xung quanh cũng sống tình cảm và dịu dàng lại với bạn nhiều hơn bạn mong đợi. Tôi không chống đối xã hội và cũng không chán ghét con người. Tôi chỉ thích dành thời gian cho bản thân mình hơn là những cuộc trò chuyện vô nghĩa với những người tôi không quan tâm và rõ ràng cũng không để ý đến tôi. Tôi thích những cuộc hẹn bị hủy và những hiệu sách vắng người. Tôi thích những ngày mưa, những cơn giông bão và những quán cà phê yên tĩnh. Tôi thích chiếc giường lộn xộn và bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình. Hơn hết, tôi thích những niềm vui bé nhỏ mà một cuộc sống giản đơn mang lại. Tác giả Susan Cain viết trong cuốn sách của mình, cuốn Im lặng, sức mạnh của người hướng nội trong một thế giới không bao giờ có thể lặng im rằng: chúng ta đang sống trong một hệ giá trị mà tôi gọi là khuôn mẫu hướng ngoại lý tưởng. Một niềm tin có vẻ có mặt ở khắp mọi nơi rằng một con người lý tưởng với xã hội phải là một kẻ hoạt bát, xông xáo, năng nổ, hăng hái giao du rộng rãi và có thể hoàn toàn thoải mái khi là trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng bạn thấy đó, thế giới của người hướng nội cũng có những nỗi buồn khi họ hòa mình vào những ồn ào của xã hội mà không còn thời gian để lắng nghe tâm trí mình. Vậy nên, hướng nội cũng không hẳn là một lời nguyền. Nó là món quà nếu như bạn biết tận dụng chúng. Không ai sinh ra được lựa chọn mình là người hướng nội hay hướng ngoại. Dù sở hữu tính cách như nào, bạn vẫn là chính bạn. Hãy tự tin và trân trọng nó nhé. Người nhạy cảm và hướng nội sở hữu sức chịu đựng mạnh mẽ. Cho dù bản thân chịu thiệt, bực dọc cũng không dám bày tỏ. Đối với người ít nhạy cảm, họ sẽ khó quan sát hay trải nghiệm được sự bực dọc và khó chịu của bạn. Nếu bạn cảm thấy môi trường xung quanh khiến bản thân không thoải mái, vậy thì hãy thử bày tỏ điều này với người khác. Hoặc nếu cảm thấy không thể mua vui cho thế giới này, thì hãy thử tự tìm niềm vui cho bản thân. Điều quan trọng ở đây là bạn phải tôn trọng và yêu lấy chính mình. Tại sao thế giới cứ muốn người hướng nội phải trở thành người hướng ngoại và muốn một người hướng ngoại trở nên hướng nội hơn? Người ta muốn người hướng nội ra ngoài, tham gia vào những buổi tiệc mà họ không muốn đi vì đơn giản họ có thể sẽ cảm thấy lạc lõng. Tại sao bắt họ phải kết bạn, có nhiều bạn hơn, trong khi đó không phải sở trường của họ? Những thứ bạn cho là sẽ tốt với họ, nhưng thực ra đang tạo ra cho họ những áp lực vô hình khi nghĩ rằng mình không thể làm được điều đó, điều này vượt quá sức của mình. Người ta mong người hướng ngoại nói ít lại, tách mình ra khỏi xã hội. Điều đó làm cho họ cảm thấy không thoải mái. Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người hướng nội. Nếu bạn là một người thích đi đây đi đó, nhưng người khác lại không cho bạn đi nhiều, nói rằng đi nhiều là không tốt, là lãng phí thời gian, tiền bạc, hay chỉ đơn giản là bạn là một người thích kết bạn, nhưng giờ bảo bạn đừng có kết bạn linh tinh với người khác nữa, nhiều bạn rồi, đủ rồi, thì bạn sẽ nghĩ ra sao? Và bạn hãy thử đặt mình vào người hướng ngoại khi nghe câu nói, sao cậu nói nhiều thế? Để cảm nhận những hụt hẫng trong lòng. Đừng áp đặt suy nghĩ lên họ. Mỗi người một cuộc sống, một số phận. Hãy để họ tự quyết định tương lai của mình. Thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao. Như cô công chúa Elsa trong bộ phim hoạt hình Frozen, Không ít người hướng nội cảm thấy mình sinh ra đã mang sẵn một lời nguyền, và họ ngày càng cô lập trong những bức tường tự bản thân xây nên. Có những người có thể vượt lên bằng cách thay đổi bản thân mình cho giống với những người hướng ngoại, và thi thoảng đi trốn để thoát khỏi những áp lực ồn ào từ xã hội. Có những người mãi mãi vụng vỡ, mãi mãi lo lắng. Tôi từng nghĩ rằng mình là một người hướng nội vì rất nhiều lúc tôi thích ở một mình. Nhưng thực ra chỉ là tôi thích yên tĩnh mà thôi. Không phải lúc nào tôi cũng thích một mình. Khi ở cạnh người khiến tôi cảm thấy an toàn hay làm những điều mà tôi hạnh phúc và quen thuộc, tôi cực kỳ hướng ngoại. Tôi là một người nhạy cảm. Đời ngắn ngủi, khổ là một ngày, sướng cũng là một ngày. Nếu bạn không có năng lực khiến bản thân vui vẻ, vậy thì không ai có thể cho bạn cuộc sống hạnh phúc đâu. Vậy nên dù bạn là người hướng nội, nhưng bạn cảm thấy hạnh phúc trong thế giới của mình, thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Học được cách tự sưởi ấm cho chính mình trong thế giới vội vã, rồi bạn sẽ dịu dàng đối mặt những dòng bão ở đời. Cứ nhồi nhét đống cảm xúc vỡ vụn, cứ gom góp ngày một nhiều những điều không hay, rồi tự ôm ấp lấy, biến chúng thành vô hình. Người hướng nội vẫn thường tự nghĩ đến một lúc nào đó sẽ quen. Vẫn nhủ phải mạnh mẽ khi chưa tìm được đúng người. Vẫn cố gắng lên tinh thần bằng rất nhiều cách khác nhau. Nhưng sự thật thì, đời mấy chốc, người mấy lúc. Không thể cản nổi sự cô đơn của mình, rồi buồn nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi và chìm nghỉm trong quên lãng.